À, xin lỗi quý vị ở bên YouTube nha, tại vì cái server nó bị shutdown ngang ra, Nam Quang phải start lại một cái mới. À, bên Facebook thì chắc không có bị vấn đề gì, bên Facebook không bị gì hết. À, thưa quý vị, thì trở lại là những cái luật về stock, tại vì stock nó ra cả mấy trăm năm rồi ra. À, nó có nhiều cái luật để nó regulate, nó quản lý những cái chuyện đó, những cái chuyện mà insider trading đó. Còn cái vấn đề về coins đó, nó còn mới quá. Của pháp Mỹ họ chưa có cái vấn đề đó. Thành ra mình không có, trong cái trường hợp này á, trong cái trường hợp của Khoa Perk với lại Vương Phạm với lại Johnny D, họ có thể là họ không có dính vô cái luật pháp về cái chuyện là insider mà leak information ra, hoặc là họ quảng bá cho cái coin của họ, xong khi mà nó lên thì xong họ rút ra theo kiểu lùa gà, là mọi người ao vô mua cái xong rồi giá nó lên cao. Những cái người owner đó, những cái người mà họ create ra cái đồng coin đó với là những cái người mà quảng bá cho đồng coin đó, họ rút vốn ra hết. Thì đó là cái đó, nếu mà trong stock là họ sẽ bị dính dáng tới pháp luật liền. Nhưng mà trong cái coin này nha thưa quý vị, nó không có, nó chưa có luật lệ nào để nó regulate cái chuyện này. Bởi vậy là họ sẽ more likely là họ không có dính dáng đến pháp luật. Nhưng mà mình phải nói đến chuyện là gì? Về đạo đức và lương tâm của những cái người tạo ra cái đồng coin này. Tại vì phần lớn, thưa quý vị, khi mà mình tạo ra một cái công ty, đây là một cái công ty đấy chứ, thưa quý vị, một cái đồng coin mà, khi mà mình tạo ra một công ty, mình là những cái người đứng sau lưng cái sản phẩm của mình. Mình phải tin tưởng là cái đồng coin của mình nó sẽ ngày càng phát triển, nó càng lên, giá trị của nó càng ngày càng tăng. Thành ra những cái người mà sáng lập ra công ty, những người sáng lập ra cái đồng coin đó và những cái người mà đứng ra quảng cáo cho nó đó, thưa quý vị, họ phải là những cái người mà giữ cái cổ phần của mình. Họ phải có những cái policy, công ty nó có policy, luật lệ là trong vòng khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng hay là 1 năm gì đó, họ mới được quyền bán ra cái lượng cổ phiếu hoặc là cái lượng coins mà họ giữ. Họ có quyền bán ra một phần nhỏ, nhưng mà không thể nào mà họ bán ra để họ kéo hết tiền của người investor lại được hết. Cái đó là một cái hành vi Nam Quang nghĩ là lừa đảo, lừa cái lòng tin của người investor. Tại vì khi mà rút hết tiền ra rồi thì công ty nó còn cái gì nữa quý vị, nó còn cái thực lực gì nữa đâu. Cái đầu tiên của cái vấn đề coins với lại stock đó thưa quý vị, nó cần cái người investor đầu tư vô để gì? Để có cái tiền đó để mà nó tiếp tục nó đầu tư, nó go back để nó invest vô trong đó, để nó đầu tư, nó phát triển công ty ra. Một cái công ty giống như là Facebook hồi xưa đi, đúng không vậy? Nó đi ra lúc mà nó mới mở ra đó, nó rất là cần vốn đầu tư. Thì nó ra thị trường thì người ta lại invest vô nữa, nó lại lấy cái tiền đó, giống như là mượn trước cái tiền đó để mà nó lại đầu tư, nó mướn thêm người, nó xây thêm server, rồi nó quảng cáo của nó ra, người ta cần cái tiền đó. Chứ còn bây giờ cái công ty mới quá, cái đồng coin nó vừa mới ra mà mình nó vừa mới ra thôi, giá trị nó lên cao, bây giờ mình rút hết vốn nó ra rồi làm sao mà làm ăn, ai mà dám tin tưởng để đầu tư vô trong cái đồng coin đó nữa, thưa quý vị. Ngay chính những cái người mà sáng lập ra đồng coin, những cái người mà quảng bá cho cái đồng coin đó đã không có tin tưởng vô cái đồng coin của mình mà rút vốn ra để mà secure hưởng lợi cho chính mình, thì làm sao những cái người investor họ dám đầu tư vô nữa, thưa quý vị. Thì có phải là bà Nguyễn Phương Hằng, bà nói trong cái chuyện này, Nam Quang muốn nói về bà Nguyễn Phương Hằng, bà nói chuyện lùa gà giống như là Phil Đông nói vậy đó. Là Nam Quang muốn là mình thấy người ta, cái gì người ta đúng á thì Nam Quang nói thôi, chứ còn cái chuyện này Nam Quang đã biết từ lâu rồi, thưa quý vị. Nam Quang chỉ là relate cái chuyện này nó với nhau thôi. Thành ra khi mà mình nhắc tới chuyện lùa gà, nó
nó đúng đó. Bà Nguyễn Phương Hằng đúng trong cái chuyện này. Những cái người nắm vững cái information nhất là những cái người là Johnny Đặng, Vương Phạm và những cái người associate với lại Johnny Đặng rồi xong rồi Khoa Phớt là những cái người mà nắm vững information nhất. Thành ra họ biết khi nào đồng coin lên, khi nào đồng coin xuống để họ rút ra trước. Thì bây giờ mình trở ngược lại cái chuyện nó còn rất là dài thưa quý vị, chắc Nam Quang để lại hẹn lại quý vị một cái show khác. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ mình nói Khoa Phớt là cái người luôn luôn cho mình là nạn nhân. Nam Quang không nghĩ như vậy. Nạn nhân gì mà bỏ ra 100.000 đô thu về 300-400.000 đô, cái đó có phải là nạn nhân không quý vị? Hay là chính những người investor giống như quý vị là những người bị mất tiền là nạn nhân? Nạn nhân ở đây là ai? Là chính là quý vị, những cái người mà invest for, chứ không phải là Khoa Phớt. Nạn nhân gì mà lời 300-400.000? Ông Johnny Đặng cũng là cái người mà đã hốt cái tiền rồi, ông Vương Phạm cũng có thể là đã hốt tiền rồi, và ông Khoa Phớt cũng là cái người đã hốt tiền rồi, thì ai là nạn nhân ở đây? Tự nhiên có 300-400.000 bỏ trong túi mà gọi là nạn nhân hay sao? Nam không nghĩ cái đó là nạn nhân đâu. Ok, thì Nam Quang tạm dừng ở đây. Ngày mai vào lúc 11:30 Nam Quang sẽ có một cái show với lại anh Quang Đặng, là cái người mà rất là am hiểu về stock và cả coins. Thì anh sẽ là Nam Quang sẽ phỏng vấn anh để cho quý vị nghe thêm một số những cái ý kiến từ những cái người khác nhau, thì để cho quý vị rõ hơn cái vấn đề. Còn bây giờ đó thưa quý vị, thì là tới cái phần của cái người đẹp ở bên cạnh của Nam Quang là của Phương Ngân. Thì quý vị, Phương Ngân muốn nói cái gì ở đây? Cũng muốn nói nhưng mà thôi. Nói đi, bây giờ em muốn nói cái gì? Chút xíu. Em cũng muốn nói về tí về cổ phiếu, về mấy cái coins. Nhưng mà thôi, để ngày mai có chuyên gia rất là rành về những cái mảng đó nói thì nó có vẻ nó chi tiết hơn. Nhưng mà Phương Ngân á, thì Phương Ngân thấy á, tại Phương Ngân có chơi tí trong cổ phiếu, cho nên là Phương Ngân thấy là cổ phiếu nó là con số, và mình bỏ tiền vào nó là con số, mình feeling không có nhiều, nhưng mà khi mà mình nó lên nhiều quá, nó xuống nhiều quá thì lúc đó mình wow, nhưng mà nó là con số. Đúng rồi. Thứ hai là một nửa đã đóng tiền thuế cho nhà nước rồi, mình cũng phải tỉnh táo trong chuyện đó. Với lại á, những cái con cổ phiếu, những cái coin nhỏ quá đó, cái số tiền nhỏ quá, cái công ty nó quá mới, hoặc là nó không có cái sản phẩm gì hết đó, thì mọi người nên rất là cẩn thận về những cái chú bé xinh xinh đó, cho nên nó rất là nguy hiểm anh. Tụi em khuyên và chơi những cái hãng lớn, những cái hãng mà họ lâu năm kinh nghiệm, hoặc là họ có rất là nhiều tiền, hoặc là họ có những cái sản phẩm tốt, thì đó là những cái mình đầu tư. Tụi em chơi là chơi đầu tư. Còn mình chơi mà thấy nó lên nhiều quá, mình nhảy vô mình mua, xong nó xuống thì mình nhảy vô mua, thì cái đó nó giống như trading á, hoặc là nó giống như cờ bạc rồi. Cho nên là mọi người cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình thích cái cảm giác mạnh á thì mình chơi, nhưng mà nếu mà cảm thấy là để đầu tư, để có lợi nhuận, hoặc là để tiền dành dụm á, đừng có nên đụng vào mấy cái đó, nó rất là nguy hiểm. Dạ, thì trong cái phần này, nếu như mà quý vị hỏi Nam Quang, hay là quý vị muốn Nam Quang có một cái nhận xét gì đó, thì thật sự ra Nam Quang thấy là cái anh chàng trẻ Khoa Phớt này vừa hốt tiền vừa la làng, thưa quý vị. Rồi, vậy em muốn nói gì? Thôi, em thấy lời nhiều rồi, cũng không có gì để nói. Tại vì để mà phân tích thì có nhiều cái để phân tích lắm, nó sẽ rất là dài dòng. Nhưng mà Phương Ngân chỉ khuyên mọi người là đừng có nghe mấy cái đó để mà mua, nó giống như cờ bạc. Giống như cờ bạc thì cờ bạc á, là hầu như là chủ sòng nó ăn hết rồi, mình họ xào tới xào lui, họ là về là hồi vốn hoặc là thua, chứ ít có khi nào ăn đem về. Ăn thì chắc được một lần, mình rất là kỷ niệm cái ngày mình ăn đó, mình rất là lần sau tôi sẽ ăn giống như vậy nữa đó, tôi sẽ thắng giống như vậy nữa. Thì nhưng mà no, hiếm lắm, ít lắm, hầu như là cờ bạc đó là thua là nhiều. Cho nên là Phương Ngân khuyên
đầu tư thôi, đừng có chơi cờ bạc đó. Yeah. Vâng, rồi, thưa quý vị, tới cái phần mà quảng cáo sản phẩm, giới thiệu sản phẩm của Phương Ngân, thưa quý vị. Đây là cái Phương Ngân, cái dòng dầu gội đầu này là cái dòng dầu gội đầu mà Phương Ngân bữa giờ vẫn quảng cáo đó, yeah. Thưa quý vị. Thì thôi để Nam Quang nói luôn, tại cô này cổ đẹp đẹp vậy chứ mà cổ ít nói lắm. Đây là cái chai dầu gội đầu này bây giờ là giá 30 đồng phải không Phương Ngân? Dạ, đúng rồi. 30 đồng một chai thì cộng tiền cộng với tiền shipping nữa thì hai chai thì là bao nhiêu theo bên đây? Bây giờ cứ ba. Cái này là anh không thuộc bài nè. À rồi không thuộc bài đúng rồi, nhưng mà nhớ là 30 đồng một chai, yeah. Thưa quý vị, thì Nam Quang gọi cái này tới bây giờ vẫn gọi thì thấy là tóc của mình nó rất là khỏe và nó không có bị rụng nhiều giống như gội những cái dầu gội đầu khác. Mọc tóc con mới. Dạ, yeah, mọc tóc con mới nè. Thì để Nam Quang coi, nhưng mà thấy là cái nó trị gầu rất là tốt nè. Không có cần phải gội bất cứ một cái dầu gì để mà nó trị gầu nữa hết. Tóc cứng, mạnh, không có bị rụng tóc và đồng thời là chị gầu, yeah. Đó, 30 đồng một chai, yeah, đúng và thưa quý vị là hiện giờ là hàng rất là hiếm rồi nha, rất là hiếm, thành ra vẫn chưa lấy được hàng. Dạ, yeah, thành ra quý vị có muốn order thì order nhanh tay một chút xíu, yeah. Rồi còn cái này là cái gì thì Phương Ngân? Dạ, sữa rửa mặt thì cho Phương Ngân nói thêm á là dầu gội này á, mình mua 5 chai một chai là 30 đồng, chai nào cũng vậy. Giờ Phương Ngân chỉ còn hai mặt hàng này thôi, thì là 30 đồng một chai, quý vị mua 5 chai thì tiết kiệm trong đó được 15 đồng rồi, thì coi như giống như mình free shipping gì đó, thì shipping trong một cái thùng medium á là 16 đồng, thì mình mua 5 chai mình tiết kiệm được 15 đồng rồi, thì giống như là free shipping là thứ nhất. Thứ hai á là Phương Ngân đang trong cái mùa lễ, mọi người đang rất là vui vẻ để đi shopping để được tặng quà, cho nên là Phương Ngân cũng tặng quà cho mọi người luôn, là khi mọi người mua 100 đồng thì Phương Ngân sẽ tặng một sữa rửa mặt trị giá 17 đồng. Nếu mà mọi người mua 200 đồng, trong cái bill của mình tổng cộng là 200 đồng đó, không có tính tiền ship vào nha, chỉ là sản phẩm thôi đó, là 200 đồng thì mình tặng thêm một cái tẩy da chết nhân sâm, sâm đỏ. Đó, khi mình mua 200 mình tặng hai cái như thế này. Nếu mà mọi người mua 300 thì tặng thêm một cái collagen BB cream chống nắng có dưỡng chất BB cream, collagen trong đây luôn nha. Nó giống như cái kem nền của mình, nó vừa dưỡng da vừa có kem nền mà vừa chống nắng luôn. Phương Ngân đang xài như thế này, chỉ cần đánh như thế này thôi là đẹp rồi, không cần mình phải đánh cái gì nhiều lên cho nó dày cái mặt của mình lên thì nó cũng thấy không chưa có... Quý vị thấy chưa, xài cái này là tự nhiên đẹp giống như Phương Ngân đó, dạ, nha. Thế mấy bữa nay mà Nam Quang mà cái da mặt nó đỡ đỡ hơn chút xíu, nó trắng ra là do xài cái kem chống nắng của Phương Ngân đó quý vị, trong cái ống nhỏ nhỏ đó mình không có bán hả? Đây đâu, dạ, rồi? Dạ em chưa có cái đó, tại cái Phương Ngân sẽ làm riêng, tại Phương Ngân đang thử nghiệm thôi, là làm riêng cho Nam. Sức riêng hồ là sẽ trắng ra giống Phương Ngân hay là ông Nguyễn Tiến Dũng của mình? Dạ. Đó thì đó là những cái thông tin rất là vui cho mùa lễ. Đó là nếu mình mua 300 thì được 3 phần như thế này, nếu mua 200 được 2 phần như thế này, mua 100 thì được một cái như thế này. Yeah. Thì nếu như mà quý vị không có rõ đó, nếu mà mình nghe không có rõ đó thì có thể là gọi điện thoại hoặc là text cho bên Phương Ngân nha quý vị nha. Yeah. Nếu mà gọi không có được thì nhắn tin giúp em, nhân viên của tụi em sẽ nhắn tin và gọi điện thoại lại để lấy đơn của mọi người nha. Rồi, đây là dầu gội chống rụng tóc. Cái chai màu xanh này nó đặc biệt á, nó nhẹ hơn chai màu đỏ, nó đặc biệt hơn á là mình cho mấy bé nhỏ mười mấy tuổi nhà mình xài cũng được, nó dành cho da dịu nhẹ, da sensitive với mọi người thì xài cái chai này rất là tốt, nó cũng chống rụng tóc rồi mọc tóc rồi dưỡng cọng tóc khỏe mạnh. Nếu mình không bị rụng tóc mình xài nó cũng rất là tốt vì nó dưỡng cái cọng tóc của mình, nó dưỡng da đầu luôn. Dạ. Đó, đây là hai sản phẩm dầu gội đầu. Rồi, ở trên YouTube thì quý vị có thấy cái số phone của Phương Ngân là 714-787-9709. Nhưng mà ở trên một cái YouTube khác hoặc là cái Facebook thì quý vị không có thấy. Ra Nam Quang cứ để cho quý vị cái số này nha. Dạ. Ok, em cứ nói đi. Ok, rồi. 714-787-9709. Em nói thêm về cái dầu tuần trước là Phương Ngân hết hàng. Hôm nay Phương Ngân có lại khoảng mấy chục chai thôi. Đây là bên Phương Ngân sản xuất. Dầu Ayashi
Thì công thức này là công thức của giống như là thuốc bắc vậy đó mọi người, nó giống như vậy, nhưng mà công thức của bác này là người Việt gốc Hoa, mà có người thầy là người Nhật, cho nên là dạy trao dồi cái công thức này để làm ra cái sản phẩm dầu thoa bóp chống sưng, chống bầm mà cầm máu rất là tốt. Cho nên là Phương Ngân cảm thấy là mọi người nên để một chai này ở trong tủ thuốc của gia đình mình. Những cái lúc mình cần á, mình tìm nó rất là nó giống như wow, nó đâu rồi. Thì tại vì cái đó là cảm giác của Phương Ngân lúc mà Ngân bị chảy máu đó, bị chảy máu, chạy đi tìm cái chai để thoa vô liền, để nó cầm máu liền và nó không có bị sưng, không bị bầm tím. Dạ, yeah, chai dầu này là 20 đồng Ayashi. Dạ, yeah, dầu này là dầu gia truyền. Có Ái Hồ Thị Trần hỏi là chào hai em, ở Việt Nam mua được không? Thì thưa với chị là không có mua được, chỉ có mua chất dầu gội đầu này đó kìa. Cho chắc là nhắn lại giùm em bên Facebook của em đi. Xong rồi em sẽ cho em gái của em liên lạc bên đó. Thì em cũng mới gửi một ít sản phẩm về, nhưng mà tại vì vừa gửi cũng hơi cực đó, cho nên là để coi, để em suy nghĩ. Cái đó em hứa suy nghĩ bữa giờ 2 tháng rồi. Em xin lỗi, nhưng mà hiện giờ thì chắc chưa có ship được ở trong ra ngoài nè, nước Mỹ đâu thôi chị. Dạ. Rồi, em nói thêm là đây là chị mụn, vừa trị vừa mình che khuyết điểm cái mụn luôn, giống như em đang có cái cục mụn rất là lớn ngay đây. Tại vì sao? Tại vì thức khuya đó, thức đêm. Mùa này mùa ăn chơi cho nên là hơi bị mụn. Thì Phương Ngân thoa dán cái này lên. Nhà Phương Ngân đó là có chỗ là trong toilet có nè, chỗ ngủ có nè, chỗ xe có nè, gì mỗi chỗ đều có một miếng này hết. Tại vì không biết giờ nào cái cục mụn nó nổi lên mặt của mình hết. Nếu như mà quý vị nhìn thấy này không có thấy gì hết phải không? Không thấy cái dán hay là thấy mụn phải không quý vị? Nhưng mà Nam Quang ngồi đây nè, ngồi gần thì gần nhìn vô đó thì thấy có thấy một chút xíu giống như là có một cái vết dán gì đó. Nhưng mà mình phải để ý kỹ mình mới thấy, thành ra đây là cái này nó rất mụn là cái này khi mà mình có mụn gì đó mà mình dán lên cái là an toàn đi ra ngoài, không ai thấy hết. Không ai thấy cục mụn của mình hết, mà nó có thuốc trong đây nó chữa mụn luôn. Thay vì cái cục mụn của mình nó nổi lên một tuần lễ 10 bữa nó mới lành, thì mình dán này vô 2-3 ngày là nó lành luôn. Hoặc là nó gom mũ lại, mình lấy cái mũ ra mình dán thêm một cái này vô nữa là nó lành luôn, nó không có bị thẹo, cũng không bị thâm nha mọi người. Rất là tốt luôn á. Nhà mà có con nhỏ nè, có mấy cháu nhỏ mà mới lớn đó, nó hay bị mụn, cho nên là mình cần phải có cái này. Thì Phương Ngân hay tặng cái mụn này vô trong mấy cái thùng hàng lắm. Nếu mà mọi người mua nhiều quá thì trong cái số lượng tiền bao nhiêu quá thì Phương Ngân cũng hay tặng lắm. Nhưng mà có cô chú mua rất là nhiều, mua mấy chục cái này luôn cho cháu, để dành cho cháu xài. Vì Phương Ngân bán ở đây nó vẫn rất là rẻ so với ở ngoài, thứ nhất. Thứ hai là Phương Ngân vẫn tiếp tục quyên góp hai mặt hàng này. 50% của hai mặt hàng này Phương Ngân vẫn còn quyên góp để gửi về cho những người không có may mắn ở Việt Nam vì bị bệnh dịch đó. Cho nên là mọi người mua ủng hộ Phương Ngân cũng như là giúp phần quyên góp cho Phương Ngân với hai anh gửi về cho mọi người ở quê nhà. Rồi, cảm ơn Phương Ngân. Có Trúc Quỳnh Hương, Trúc Quỳnh Trương hỏi là Úc mua được không anh Nam Quang? Vẫn chưa có được nha Trúc nha. Thành ra sau này nếu mà có cái gì thay đổi thì là chị Phương Ngân chị sẽ thông báo sau, nhưng mà hiện giờ là chị trong vòng nước Mỹ thôi. Nha. Thành ra những cái câu hỏi mà nó liên quan đến chuyện có ship về được Việt Nam hay không, hay là ship ra nước ngoài hay không đó, Úc rồi Pháp rồi này, tất cả những nước ở ngoài bên ngoài nước Mỹ là không có ship, hiện giờ không có ship đi. Dạ. Rồi, đây là đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo Phương Ngân cũng có quyên góp trong đây luôn. 20% của đông trùng hạ thảo là Phương Ngân vẫn gửi vào cái quỹ từ thiện của hai anh. Đây là dược thảo, trong đây có 60 viên, một hũ như vậy là 59 đồng, giá gốc của nó là 79 đồng, Phương Ngân vẫn còn đang giảm 59 đồng. Rồi sau đó là trích ra 20% để tặng vào quỹ từ thiện của hai anh. Cái đông trùng hạ thảo này á, là nó dưỡng cho chúng ta ấm người, dưỡng tăng cường sinh lực. Anh lâu lâu anh Năm Quang anh mệt anh cũng hay uống để anh tăng cường sinh lực á. Mấy này bớt uống rồi. Bớt uống rồi hả? Mà chắc phải uống lại là tại vì mấy bữa nay phải đi học cô giáo Thảo. Trời.
đó là... học những bài học mà sâu sắc. Đấy, anh nói đùa thôi. Thưa quý vị, ở đây nó có cái à, có cái quán cô giáo Thảo đó, trong mấy người bạn của Nam Quang nói quán đó ăn cũng ngon, ra bữa có tới ăn ăn bún vịt sống ăn, ra mình cũng chụp cái menu mình giỡn với mọi người là nói là sau khi mà ăn cái này xong là cô giáo Thảo sẽ cho một bài học nhớ đời. Đó rồi, ok, đó là cái đông trùng hạ thảo. Mùa này thì Phương Ngân thích uống lắm, tại vì nó làm cho Phương Ngân ấm, nó không bị lạnh trong người mà nó khỏe dai hơn bình thường. Nếu mình không uống, uống vào thì nguyên ngày mình không có thấy mệt mỏi, cảm thấy khỏe mà cảm thấy người nó không có lân lân, nó không có giật giờ đó, nó rất là dễ chịu mà nó mạnh trong người, người nó ấm lên. Nó thì công dụng của đông trùng hạ thảo rất là nhiều mà Phương Ngân nói vòng vòng hồi chắc là do quên bài đó, quên trơn rồi. Ok, không sao. Tại vì trong đây em có gì? Xong hết rồi phải không? Dạ, em có sữa, có cà phê sữa. Có cà phê. Cà rồi. Phê đen, cà phê sữa. Rồi rồi, nói luôn cà phê cho. Dạ. Thì đây là cà phê Dias, cà phê đông trùng hạ thảo. Trong đây nó có đông trùng hạ thảo và công thức này là công thức organic, coi như là không có thiên nhiên hết, không có hóa chất trong đây nha mọi người. Tại vì cà phê thường á, thì hồi nhỏ Ngân đã từng thấy mọi người ở hàng xóm á, rang cà phê rồi. Rang cà phê trong đó có bắp rất là nhiều, mà có bơ cũng rất là nhiều. Họ rang cháy lên để mà nó có mùi thơm á. Thì Ngân nghĩ cái đó không có tốt cho sức khỏe đâu. Quê Ngân ở Tây Ninh thì hồi đó đó có phụ bà nội đó. Tây Ninh hay sao nói Cần Giờ? Vừa Tây Ninh vừa Cần Giờ anh. Quê nội ở Tây Ninh, quê ngoại Cần Giờ. Thì đó, thì hồi nhỏ có đi theo bà nội hái chai cái quả cà phê đó về làm ra đó, thì cái cà phê cái nước cái màu nó không có đen thui đen giống như vậy đâu mọi người, nó màu nó nhạt thôi mà uống rất là thơm. Đó là nó là thiên nhiên. Cho nên là cái cà phê ở ngoài thì Phương Ngân thấy nó không có nó không có healthy cho sức khỏe của mình. Đó. Thì Phương Ngân sản xuất cái cà phê đông trùng hạ thảo này là vừa cho sức khỏe, vừa diet. Mọi người uống một chung buổi sáng thì nó cảm thấy nó không có nghe mình đói, nó không có đói. Mình uống cả ngày luôn không có nghe đói. Tại vì cô khách cổ nói Phương Ngân như vậy đó. Thì Phương Ngân cũng thử mà đúng là vậy. Nhưng mà nó không có đói, giảm cân. Ok, đây là cà phê sữa. Cái này là instant coffee, là cà phê nhanh. Dạ. Mở ra cái xong rồi mình pha nước nóng với quý vị, mình mở ra cái mình đổ vào trong trong cái ly nước đó, mình quậy cái là mình uống liền. Hồi nãy Nam Quang có pha cho anh Dũng ly ấy. Nhưng mà mình pha nhiều nước với anh ra ông uống. Ê, ông Dũng ông hay lắm nha quý vị, ông giống bà Hằng á, bởi vì quý vị đố quý vị biết là ông Nguyễn Tiến Dũng của chúng ta, ông giống gì? Bữa nay về mình nói xấu ông, ông có đây nói xấu ông, nó giống y chang luôn à. Mấy bữa nay anh thấy càng ngày càng giống luôn. Anh nói phước đức lắm á, thôi như mình đừng nói gì đi. Không, phải nói xấu rồi. ông chà đạp anh quá, phải nói xấu rồi. Có vẻ ông giống lắm. Bây giờ anh mới nhận ra. Cứ thấy mỗi lần á, ngồi trong đây làm 3-4 tiếng anh đứng dậy mấy lần không? Ông không đứng dậy một lần nào hết á. Lần trước lúc mà nói về anh Mua Bà Rịa đó, 4 tiếng rưỡi không đứng lên. Cái lần sau 3 tiếng rưỡi không thấy đứng lên. Lần này cũng không đứng lên luôn. Về luôn. Ghê luôn. Thành ra cái rất khả năng mà mặt tả của anh Tiến Dũng là giống như bà Nguyễn Phương Hằng thì quý vị. Nói 4-5 tiếng. Là anh nói 4-5 tiếng đồng hồ không có đứng dậy để đi restroom là anh dễ sợ. Khoa học người ta nói là thận khỏe đó, nó không có làm cho mình mất đi toilet. Thì anh biết, chắc anh Dũng chắc phải uống, chắc anh Dũng có uống thuốc này. Bổ thận, tăng cường sinh lực. Rồi anh chọc anh Dũng nha, đó anh phạt anh đáng thấy chưa rồi. Có chị Quy Quách nói là anh đang nói xấu người Tiến Dũng nè. Nói thiệt mà, nói thiệt cái xấu gì, nó đúng. Nói xấu mà nói, trời ơi em bày anh luôn. Thì đó là Phương Ngân trở lại với cà phê. Hồi nãy là Phương Ngân giới thiệu cà phê sữa nhưng, rồi. Nhưng mà nói nhỏ cho quý vị nè, ông Nguyễn Tiến Dũng ông còn chinh đến như vậy nè. Cái gì vậy trời? Có luôn hả? Có. Thôi mình nói sao đi, đừng có nói mọi người vậy, nó kỳ lắm. Đó lần sau quý vị cứ việc lên chat room hỏi anh Nguyễn Dũng, anh đang quen hỏi anh Nguyễn Tiến Dũng còn chinh á. Không biết sao. Không biết. Chứ còn cũng giống như là Quỳnh Như vậy đó quý vị. Chết.
Nói đùa thôi, giờ quảng cáo cà phê thưa quý vị, giới thiệu cà phê. Cái này, cà phê này 15 đô một gói nha quý vị nha. 15 đô một cái gói như thế này mà. Ở trong này nó có 12 gói nhỏ. 12 gói nhỏ. 10 gói nhỏ, ok, 10 gói nhỏ thưa quý vị. Em có quán gà giống như vậy là coi như là chưa 1 đồng rưỡi một ly. Dạ. Cà phê này là coi như 1 đồng rưỡi một ly, nó vẫn còn quá lời nếu mà quý vị đi ngoài quán. Là khoảng chừng từ 3 đồng rưỡi tới 5 đồng, hồi giờ hết 3 đồng rưỡi rồi quý vị. Giờ 5 đô. 5 đô một ly rồi. Còn nếu như mà quý vị muốn uống free đó, ok, muốn thử cái này đó thì tới cái William Trust Studio để mà ở trên lầu Hữu Thế Thanh Xuân thì Nam Quang sẵn sàng giới thiệu và đãi quý vị cà phê nha. Cà phê này của cà phê của Phương Ngân có ở đây để quý vị thử để quý vị biết nó như thế nào. Hay là mật ngọt chết rồi nè, không biết cái ly cà phê này nó có nguy hiểm không á mọi người. Cho nên okay, mọi người chị Bích Thủy với lại cô Tâm Thảo là cứ nói là tới đây để thử cà phê mà chưa thử. Ok, mời nha, mời Tâm Thảo là chị Bích Thủy thôi. 714-787-9709 thưa quý vị. Dạ, đây là cà phê đen mọi người nha, đây là cà phê sữa, cà phê đen. Phương Ngân có hai cái vị, vị cà phê đen để cho mọi người uống đắng, uống đậm đó là cà phê đen. Mình thích cái mùi kiểu Việt Nam á thì mình cho cà phê đen, nước sôi vào cà phê xong rồi mình cho tí sữa đặc vào thì cho nó, mình khuấy nó lên thì nó hơi giống vị của Việt Nam. Còn cái này là vị cappuccino, là của vị của Mỹ. Nó lạc lạc thơm thơm mà nó không có, mình uống xong rồi mình không có thấy cái hơi thở với lại cái miệng của mình nó cảm thấy chua đó mọi người, vì nó không có hóa chất. Dạ. Ok, đây cà phê đen. Phương Ngân thì hay uống đậm hơn chút, Phương Ngân pha lại hai thứ lại với nhau. Rồi, ok. Quý vị nhớ nha, ghi lại cái số phone là 714-787-9709. Trong thời gian vừa qua thì có một số quý vị khán giả, tại vì là Phương Ngân không có gọi là trả lời quý vị đúng cái lúc mà quý vị gửi tin nhắn ra hay là quý vị gọi đó, thành ra có một số quý vị bực mình thì chúng tôi cũng rất là xin lỗi quý vị, là tại vì những cái lúc đó là những lúc mà có thể Phương Ngân hoặc là những em không có còn trong giờ làm việc nữa. Hoặc là những cái lúc đó đang bận phone hoặc là bận cái gì đó không có khả năng trả lời quý vị đúng vào cái lúc đó, thì rất là sorry quý vị về chuyện đó. Chúng tôi sẽ, không phải chúng tôi mà Phương Ngân, đó là sản phẩm của Phương Ngân, công ty Phương Ngân, bên Phương Ngân cũng sẽ cố gắng để mà trả lời cho quý vị càng sớm càng tốt thôi quý vị. Nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị để lại cái tin nhắn á, nhắn cái tin, đánh cái text vô rồi gửi lại để cho người ta ra, người ta mở cái phone lên thì người ta thấy là ok, chị A, anh B đang cần order hai cái chai dầu gội đầu, hoặc là chú B, bác C muốn là order hai gói cà phê hay gì đó thì người ta biết để mà người ta lấy cái order của mình nha quý vị nha. Ok, rồi em có muốn nói gì thêm nữa không? Dạ, em muốn khoe cái bịch màu vàng đó. Ồ, chưa khoe hả? À rồi. Tại vì cái mùa Noel với mùa Tết này á, Phương Ngân đổi cái bịch màu vàng và như thế này. Cái label của mình màu đỏ thì là cà phê đen, còn nếu mà label màu cappuccino thì là cà phê cappuccino, nhưng mà cái bịch thì bịch màu vàng, nó rất là đẹp, màu nó rất là Noel, nó bắt mắt đó mọi người. Thì Phương Ngân cũng dự định là sẽ làm một cái gói quà cho nên là mới đổi cái bịch như vậy thành cái gói quà, thì nhìn nó bắt mắt mà nó đẹp mà nó không bị hư. Thay vì mình gói một cái gói trái cây á thì mình gói bằng những cái này á thì nó mình tặng đi nó cũng rất là sang mà nó rất đẹp, vừa sức khỏe vừa ngon vừa sang nữa, nên là Phương Ngân đổi cái màu này đẹp lắm á. Dạ, Phương Ngân khoe tí thôi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Giờ bớt điệu vô, trời ơi, hồi em điệu xong câu hỏi em chực nhớ ra anh Dũng nó điệu quá. Vâng, thưa với lại quý vị khán giả, Nam Quang rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chương trình của Nam Quang và anh Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị, theo như là Nam Quang nói hồi nãy thì vào lúc 11 giờ rưỡi sáng mai là giờ của California, thì chắc lúc đó là khoảng chừng 1 giờ sáng, 1 giờ rưỡi sáng của quý vị ở Việt Nam rồi. Có thể là quý vị cái giờ đó nó quá khuya để cho quý vị coi, thì có thể quý vị bên Việt Nam hoặc là cái phần còn lại của thế giới vào lúc mà bên này thức thì quý vị ngủ đó, thì quý vị coi lại vào sáng mai cũng được. Nhưng mà Nam Quang sẽ nói chuyện và phỏng vấn anh Quang Đặng, là một trong những người rất là am tường về stock và coins, để mà anh có những cái nhận định gì về
về cái trường hợp của Khoa Phớt, Vương Phạm và Johnny Đặng. Thì mời quý vị đón xem. Thì năm qua một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị một ngày thành công, tích cực và một đêm an lành. Phương Ngân cũng xin kính chào quý khán giả của anh Nam Quang. Chắc là khán giả của anh Nguyễn Tiến Dũng cũng vào đây xem, cho nên Phương Ngân cũng xin chào luôn. Và cảm ơn rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày an lành, một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc, ấm áp. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị.